Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Dương Dê. Chắc hẳn là các bạn hơi lạ một chút bởi vì trong video test game ngày hôm nay lại không có mặt của bạn là admin Kha, mà thay vào đó lại là mình là Đinh Xuân ở bên kênh Cộng Review. Bạn admin Kha thì bạn ấy lại có một chút việc phải về quê, vậy nên là mình sẽ thay bạn ấy làm video test game ở trên chiếc Xiaomi Mi 11 Pro này ở trên kênh YouTube của anh Dương. Vậy nên là có điều gì khiếm khuyết thì mong các bạn bỏ qua nhé. Quay trở lại với chiếc Xiaomi Mi 11 Pro thì mình sẽ nói qua một chút về phần cấu hình của sản phẩm này. Về cấu hình ý, thì chiếc Xiaomi Mi 11 Pro nó sẽ được trang bị con chip đó chính là Snapdragon 888. Đi kèm với dụng RAM thì có các phiên bản bao gồm 8 này hoặc là 12GB với chuẩn là LPDDR5. Bộ nhớ trong là 128 hoặc là 256GB với chuẩn là US 3.1. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thử test game xem là chiếc Xiaomi Mi 11 Pro này nó tối ưu hóa hiệu năng chơi game của cái con chip Snap 888 nó sẽ như thế nào. Ok, trước khi vào test thì mình sẽ tiến hành đo nhiệt độ của cái chiếc máy này. Hiện tại thì nhiệt độ phòng nó đang rơi vào tầm khoảng là 26 độ C. Và trước khi test game ấy, thì nhiệt độ của chiếc Xiaomi Mi 11 Pro này nó cũng rơi tầm khoảng là 29 độ với phần mặt trước đây. Đó, các bạn nhìn thấy nó khoảng 28-29 độ. Ok, phần mặt lưng sau đây thì nóng nhất phần cụm cam ấy có lúc nó nhảy lên tầm 30. Nói chung là nó cũng xem nhau tầm khoảng 28-29 độ. Đó, ok, đây là trước khi test game nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào game xem sao. Mình sẽ vào cái tựa game PUBG Mobile đầu tiên. Ok, mình đã vào bên trong tựa game PUBG Mobile ấy, thì đây mình sẽ sau cái phần đồ họa mà nó thể hiện được thì chắc chắn là nó sẽ có thể bật lên được cái mức đồ họa là Ultra HD. Tuy nhiên thì tốc độ khung hình nó sẽ tụt xuống chỉ còn là cực cao, tức nghĩa là nó chỉ chơi được tầm khoảng trên 40fps. Và đấy là cấu hình cao nhất mà cái chiếc máy này có chiếc 888 thể hiện được. Thì mình sẽ bật tính năng khử răng cưa lên. Thế là phản chiếu nước thì mình cũng không cần thiết cho lắm, chỉ có cái khử răng cưa này là cần hơn để giúp cho bố cục đồ họa nó mượt. Đó, bật tính năng độ bóng và tắt tính năng tự điều chỉnh đồ họa đi. Mình sẽ chơi ở mức đồ họa cao nhất là Ultra HD nhá. Đó, đồng ý. Ok, mình sẽ vào bắn thử một trận. Ok, và mình đã bắt đầu bay. Hiện tại mức pin đang là 79% này và thời gian nó đang là 8 giờ 47 phút. Mình sẽ thử chơi hết một trận PUBG này để xem là nó sẽ tụt đi bao nhiêu phần trăm pin nhá. Mình sẽ nhảy luôn xuống khu vực 7D. Chiếc Xiaomi Mi 11 Pro này nó cũng có một cái phần loa kép ngoài rất là lớn, được tinh chỉnh bởi Harman Kardon. Cái GPU của con chip Snap 888 này thì nó cực kỳ là mạnh rồi, nên là kể cả là các bạn chơi ở mức đồ họa là Ultra HD cao nhất nhưng mà tốc độ khung hình chỉ chơi được trên 40fps nhưng mà nó vẫn đem lại cho chúng ta cái trải nghiệm rất là mượt. Ok, đó, các bạn thấy là nhà cửa các thứ đổ bóng lên này. Không thể chê được cái phần đồ họa của con chip Snap 888. Nói chung là mình cũng đã test rất nhiều game ở trên cái con chip này rồi thì hiệu năng thì các bạn cũng đã rõ rồi. Để xem là cái khả năng tản nhiệt của con chip 888 ở trên chiếc Mi 11 Pro này thì nó sẽ như thế nào, mình cứ test thử xem này. Trong vòng khoảng 1 tiếng chơi game thì nó sẽ tụt đi bao nhiêu phần trăm pin cũng như là nhiệt độ của nó tăng sẽ là bao nhiêu nhá. Chiếc mốt bắt. Có một điều khá là tiếc ở trên cái tựa game PUBG Mobile này là nếu như mà bạn setup ở cái mức đồ họa Ultra HD nhá, mà các bạn đang trong quá trình chơi, các bạn giảm xuống thì các bạn sẽ phải ra lobby, ra ngoài sảnh thì mới có thể điều chỉnh lại được đồ họa.
Tức nghĩa nếu như một bạn đã bật được cái đồ họa Ultra HD thì các bạn sẽ phải chơi xuyên suốt quá trình của một trận đấu. Hiện tại thì máy cũng đã ấm nhẹ lên một chút ở phần gần cụm cam rồi. Nhưng mà cảm nhận thì cũng không quá nóng. Chỉ ấm nhẹ lên thôi. Mình sẽ thử đo nhiệt độ luôn nhá. Hiện tại tầm khoảng 5 phút mình chơi game rồi. Thì hiện tại nhiệt độ nó đang rơi vào tầm khoảng là 34 độ. Nó tăng lên khoảng 5 độ so với lúc ban đầu. Ở phần mặt lưng sau, phần màn hình phía trước xem sao. Ôi, phần màn hình phía trước thì nó lên tới là 36 độ rồi. Đó, phần màn hình thì nó sẽ tỏa nhiệt hơn vì nó sẽ nóng lên. Đó. Ok. Được khoảng 5 phút, hơn 5 phút mình chơi, phải không? Phải đến 8 phút rồi chứ. Cái gì vậy? Nói chung là đồ họa thì hiện khá là ok rồi. Làm scaler thế nhỉ? Mình cần tìm khoảng M4. Cú này bị lút rồi à? À, quá ca rồi này. Mình có AK, mình vẫn ưu tiên bắn AK hơn. AK đam tầm gần nó rất là lớn. Dạ, gần cuối trận rồi mới có M4. Thôi mình bắn AK. Vứt hết đạn xanh đi rồi. Khu này có xe. Không biết xe spawn hay khu của người nhỉ. Nhà mở cửa này. Xe này dễ xe spawn lắm. Đúng xe spawn thật các bạn. Có người không ta? Ok, và sau khoảng 30 phút mình chơi game, từ game này từ lúc 20h46, bây giờ 9h17 rồi, khoảng 30 phút rồi. Thì nó tụt pin từ 79 xuống còn 71% pin. 30 phút chơi game nó chỉ có tụt chưa đến 10% pin thì phải nói là cái dung lượng pin 5000 mAh là cực kỳ khủng. Cái nhiệt độ mình test đây, trong vòng 30 phút mình chơi game thì nó cũng chỉ có nóng lên khá là nhẹ, rơi tầm khoảng 34-35 độ thôi. Hiện tại được một lúc rồi nó giảm nhiệt xuống còn 33 độ này.
Đó. Nói chung là trong vòng 30 phút mình chơi tựa game PUBG ý, thì nó chỉ tăng lên nhiệt độ khoảng 35 độ thôi, rất là mát. Với điều kiện nhiệt độ phòng hiện tại của mình nó đang rơi vào tầm khoảng 26 độ, phòng có điều hòa nhá. Mình nói thẳng luôn là có điều hòa, nên là nó sẽ tác động phần nào về cái phần nhiệt độ của máy khi mà chơi game. Bây giờ mình sẽ chuyển sang tựa game Liên Quân Mobile thì xem sao nhá. Ok, mình đã chuyển sang tựa game Liên Quân Mobile. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem phần đồ họa. Chắc chắn là nó có thể bật được tất cả mọi cấu hình từ FPS cao này cho tới độ phân giải HD lên siêu cao, chất lượng hình ảnh lên mức cao, HD và chất lượng chi tiết ở mức cao. Đó. Mình sẽ giảm cái tốc độ camera xuống chút. Ok, rồi mình sẽ vào đấu thử một trận nhá. Ok, mình vào trận rồi. Trước khi test Liên Quân thì mình sẽ test luôn cái phần nhiệt độ nhá. Tại nó vẫn chỉ dao động ở mức khoảng 33 độ C thôi. Đó. Rất là mát. Hay. Ui dồi ôi, đấy, mình toàn có support cho điểm ăn đấy. Cái gì vậy? Nó trong bụng. Ô kêu. May quá. Chạy về kịp được. Ui cái gì vậy? Chút. Cái gì vậy? Mày xong rồi bạn ơi. Triple kill. Hay. Đây thẳng đây. Ôi cái gì đấy, định lừa bắt mình khôn lắm.
Ôi trời ơi, mình lên cao quá bị nó không chế. Ôi lùi 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 lùi. bạn alien bạn đẩy lên này. Ăn làm sao được bạn ơi. Ok, có lẽ là cái team mình thắng lên tới 90% rồi. Mình trải nghiệm với tựa game test hiệu năng của chiếc Xiaomi Mi 10 Pro. Thì đây, mình sẽ test nhiệt độ luôn. 50 phút mình chơi game này, hơn 50 phút rồi. Thì nhiệt độ trong quá trình chơi nó chỉ có 34-35 độ thôi. Đó, rất là mát. Ok, còn các bạn nghĩ sao về hiệu năng của cái chiếc Mi 10 Pro này thì xin mời để lại ý kiến dưới phần comment. Đó, còn nhận xét thì mình sẽ để dưới phần cuối video nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.